Hello, xin chào anh em. Ngày hôm nay mình lại làm clip hướng dẫn anh em chọn mua điện thoại. Lần này đó thì là những chiếc 12 Pro Max. Tất nhiên là 12 Pro Max thì bây giờ đâu có hàng dựng đâu mà làm clip làm gì, đúng không? Thực ra là chưa có hàng dựng. Nhưng mà rất là nhiều anh em bị mua nhầm nên thành ra mình phải làm clip này để hướng dẫn anh em cách chọn mua được những chiếc 12 Pro Max chính hãng, đẹp nhất, xịn nhất, chuẩn nhất. Bây giờ thì 12 Pro Max chính hãng năm nay nó rất là rẻ. Năm nay là một cái năm mà Việt Nam mình được rất là nhiều cái hay, rất là nhiều cái như chống Covid là tốt này, mà anh em cảm thấy được sống ở Việt Nam rất là an toàn, và đặc biệt năm nay iPhone ở Việt Nam rất là rẻ, mặc dù ra mắt chậm hơn các nước xung quanh hay là một số nước năm nào ra mắt iPhone đầu tiên, nhưng mà mình ra mắt sau, nhưng mà hiện tại giá mình rất rẻ nhé. Hiện tại iPhone 12 Pro Max mình đang bán nhiều khi bản Mỹ nó còn đắt hơn bản Việt Nam rất là nhiều đó. Bản sách tay từ Hồng Kông hoặc Singapore về thì rẻ hơn một chút, thậm chí cũng có thể lúc đắt hơn, rẻ hơn không đáng bao nhiêu cả, chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Thế nên bản chính hãng mình bán rất chạy, rất rất là chạy luôn, mặc dù là không phải là nhiều hàng lắm nhưng bán rất là chạy. Và anh em mua và người bán cũng rất là nhiều cái mánh khóe để lừa anh em để mua được những chiếc này. Thì ngày nay mình sẽ làm clip này nó rõ. Tất nhiên là những cái bạn nào mà am hiểu công nghệ thì không cần phải xem, bởi vì là đây cũng đơn giản, những thủ thuật đơn giản thôi. Những người dùng đa phần là những khách hàng bên mình mua 12 Pro Max này, thì mình thấy các bạn, các cô chú ấy đều là những người có điều kiện và sẽ không để ý nhiều về công nghệ, thành ra rất dễ bị lừa nhá. Thì việc đầu tiên ấy thì mình muốn nói đây là những chiếc máy 12 Pro Max đập hộp. Đó, mình có cái con đây này, của Mỹ này, à của Việt Nam này, của Mỹ này, và đây là một cái hộp mà được đóng siêu lại hàng lởm nhá. Thế là mình phải làm rõ để cho mọi người cùng chọn. Thì việc đầu tiên ấy, để khi đi mua 12 Pro Max thì mọi người đều phải lưu ý này, là 12 Pro Max năm nay ấy, iPhone năm nay ấy, là đều không có củ sạc tặng kèm. Thế nên là cái hộp nó chỉ mỏng như này thôi này. Đó, cái hộp nó chỉ mỏng như này thôi, đúng không? Và cái siêu hộp nó chứ không có gì thay đổi so với cái siêu hộp của những năm gần đây, là cái siêu hộp dạng là dán như thế này. Đó nha, dạng dán như này nó không có gì thay đổi cả. Đấy, thế nên là khi đi mua ấy, thì mọi người lưu ý là 12 Pro Max thì bao giờ nó sẽ có hộp màu đen. Còn 12 thường nó sẽ có hộp màu trắng, và 12 Pro vẫn là hộp màu đen. Và cái màu sắc ở trên hộp đây này, thì ở bên này rất là may là mình có mua được một cái hộp fake ở đây với giá là 220.000. Đây, cái này chỉ là cái hộp trưng bày thôi, mình mua được cái giá là 220.000, và đây chắc chắn là cái hộp fake, và người dùng đóng lại thì người bán đóng lại, người ta sẽ dùng cái hộp này đó. Thì các bạn, các anh em nhìn nhé. Đó, thì cái màu sắc của chiếc hộp xịn này và chiếc hộp fake thì các anh nhìn thấy khác nhau chưa các bạn? Anh em. Đó, anh em và các bạn nhìn nhé. Cái hộp xịn này nó sẽ rất là sáng này, nó sẽ rất là cái màu sắc nó rất là hài hòa, rất là sáng này, rất là đẹp này. Còn cái màu sắc của fake nó sẽ mờ nhạt hơn, cảm tưởng là in nó hơi xấu ấy. Đó, cái nổi nhá, ở trên mặt này nó sẽ in là dạng một chiếc điện thoại, hình một chiếc điện thoại, và sẽ nổi lên nhá. Thì cái hàng fake cũng nổi, nhưng mà nó sẽ không được nổi, nó cảm tưởng như nào, cảm tưởng nó không được được chuẩn cho lắm từ cái đường viền này. Ví dụ như hàng xịn nhá, là cái hộp này nó cái đường viền nó nổi chuẩn từ khung chiếc máy điện thoại một này, thậm chí là cái nút này nó cũng sẽ nổi ra ngoài một chút này. Đó, còn cái hàng fake nhá thì nó nổi thành một khối, cảm tưởng như nằm bên trong cái đường này đấy, và dạng chéo lên, còn không nổi thẳng như này. Đó là cái phân biệt ở ngoài hộp. Và cái thứ ba đó là cái siêu hộp. Thì mình vừa nói đấy, là cái siêu hộp, cái dạng của cái xịn ấy thì nó sẽ lại như này. Nhưng cái hàng đẻo thì đa phần hay bị đóng kiểu như này, đóng kiểu đi lông cho nó khò vào ấy. Thì khi mua và gặp tình trạng siêu hộp như này thì anh em đừng có lấy nhá, tại vì là họ lấy hàng họ này là hàng đóng lại, siêu hộp đẻo thôi. Và cái siêu hộp này mua rất khó này, không phải không có phép, có phép bình thường, nhưng mà sẽ khó hơn. Đa phần ở Việt Nam thì mọi người sẽ dùng cái người bán mà người ta đóng siêu, người ta sẽ dùng lại dạng như này là nhiều. Còn cái dạng màu siêu hộp như này thì rất là ít này. Và đặc biệt anh em lưu ý nhé, là cái siêu hộp ở dưới này nó sẽ có một lớp keo và không thể phá hủy được này. Cái bóc ra phát dán lại cái lớp keo này nó sẽ khác. Thế nên mọi người nhìn nhé, nó phải thật là mịn này. Đây này, đây hàng chính hãng này, à, hàng Mỹ này. Đó, nhìn nhá, nó sẽ vẫn còn nguyên lớp này, bóc ra khác, nó khác ngay nhá. Đây này, đó, bóc ra nhìn nhá, bóc ra nhá, dán vào này. Đó, nó sẽ không được lại đẹp được như là như cũ nữa. Đó là cái siêu hộp chỗ này. Và những cái mép này để ý nhá, mọi người mua để ý nhá, cái bên trong nó nằm này, những cái mép này cũng phải thật khít đẹp này, chưa bóc này. Đó, chưa bóc này. Đó, thì mới chuẩn. Và cái hàng bây giờ là cái clip này mình chú trọng cái là mình sẽ hướng dẫn anh em cái chọn mua hàng chính hãng Việt Nam. Thế nên là khi đi mua ấy, để biết được đúng của mình có phải chính hãng hay không ấy, bởi vì là mình phải nói trước là hàng chính hãng Việt Nam và hàng xách tay nó khác nhau như thế nào. Mọi người đều rất là thích mua hàng Mỹ, bởi vì là nghĩ là Apple Mỹ nó sẽ chuẩn. Và cái điều đấy cũng có một phần đúng,
Và nhiều người còn lầm tưởng là Mỹ là sẽ sản xuất tại Mỹ, còn máy tại Việt Nam thì chắc là sản xuất tại Trung Quốc, thì điều đấy không đúng. Máy của Mỹ hay máy của Việt Nam hay máy nước nào cũng sản xuất tại Trung Quốc hết. Việt Nam mình đang cố gắng để đưa về sản xuất tại Việt Nam, nhưng không biết là Apple liệu có đưa iPhone để sản xuất tại Việt Nam hay không. Nhưng hiện tại tất cả để sản xuất tại Trung Quốc. Thế nên là máy xuất sang Mỹ này, xuất sang Việt Nam này, xuất sang Nhật Bản này, xuất sang Hàn Quốc để sản xuất tại Trung Quốc hết. Và chúng ta cũng coi như là chất lượng nó sẽ giống nhau. Đó nhá. Và cái điều khác biệt và lớn nhất ở đây ý, đó là hàng được phân phối chính hãng tại Việt Nam thì sẽ được bảo hành tại Việt Nam. Có nghĩa là anh em đi đâu, bất cứ khu vực nào mà có trung tâm bảo hành tại Việt Nam thì anh em đều bảo hành hết. Kể cả anh em có mua bên mình, kể cả anh em có mua mình hay anh em có mua tại Thế Giới Động hay anh em có mua tại những đơn vị nào khác thì đều đi toàn quốc có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam thì anh em đều bảo hành hết. Apple người ta có nói là người ta sẽ bảo hành toàn cầu, việc đấy hoàn toàn đúng. Khi mà nếu anh em mua máy tại Mỹ như chiếc này và anh còn giữ bill, giữ bill bán hàng nhá, nó có giữ hóa đơn đấy, thì anh em sẽ được bảo hành tại Việt Nam. Nhưng đa phần các nước ở bên nước ngoài anh em mua nhiều khi anh em vứt đi, thì khi đấy anh em về Việt Nam anh sẽ không bảo hành được. Cái điều đấy là điều khá là bất lợi cho người dùng tại Việt Nam. Mà khi mà chúng ta mua những máy tại Mỹ, chúng ta sang Nhật Bản hay chúng ta sang Nga, chúng ta sang bất cứ nước nào mà hỗ trợ bảo hành toàn cầu, chúng ta đều bảo hành được hết, không còn hóa đơn. Ngày xưa Apple Việt Nam cũng áp dụng như vậy, máy chính sách tay cũng bảo hành tại Việt Nam được. Nhưng vì một số cái tiêu chuẩn bảo hành tại Việt Nam nó không chuẩn, thành ra bây giờ tất cả máy tại Việt Nam mà muốn bảo hành được phải có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Riêng máy VNA như này chúng ta không cần vẫn bảo hành tại được. Đó, đó là cái điều đặc biệt là khi chúng ta mua hàng chính hãng chúng ta sẽ được một lợi thế như thế nhé, là chúng ta sẽ được bảo hành toàn cầu luôn, toàn quốc luôn mà không cần hóa đơn chứng từ như hàng sách tay. Thế nên một cái ưu tiên của mình là mình vẫn thích mua hàng chính hãng. Đó, mà bây giờ nó còn rẻ nữa, như hàng Mỹ như con này là mình sẽ bán đắt hơn hàng chính hãng này, mình nói thật là hàng Mỹ như con này mình sẽ bán đắt hơn chính hãng này. Đó, thế khi đi xem nhá thì cái quan trọng nhất ở cái khu vực phía dưới này này, các thông tin in bằng tiếng Anh giống hệt nhau. Và anh em nhìn kỹ nhé, bên này này nó có tên modem ở đầu tiên của sản phẩm, như hàng Mỹ sẽ là MG9E3LL, còn hàng Việt Nam sẽ là MGDA, có chữ VNA. Đó, có chữ VN gạch ngang A là chuẩn, là có Mỹ là sẽ là L gạch ngang A. Đó, lưu ý nhé, có VNA sẽ là hàng Việt Nam chuẩn, không lệch một tí nào cả, là hàng Việt Nam. Và điều đặc biệt là hàng Việt Nam ở phía trên này nó sẽ có tiếng Việt, bên này nó có sẽ có tiếng Việt đây, hàng Mỹ thì nó sẽ là tiếng Anh. Đó, anh nhìn thấy không? Bây giờ Apple người ta cũng rất là coi trọng cái thị trường Việt Nam ấy. Thế nên là khi sản xuất, khi Việt Nam nhập khẩu, đăng ký nhập khẩu về nó sẽ in bằng tiếng Việt. Đấy, bao gồm iPhone 12, Mac, Galaxy, cắt tất cả các thứ bằng tiếng Việt đây. Đó, sẽ có một mục bằng tiếng Anh như thế này, bên dưới nữa. Nhưng sẽ có tem hợp quy chuẩn Việt Nam này. Đó, anh nhìn nhé, Apple Việt Nam, của tem Apple Việt Nam với Việt Nam. Đó, đơn vị là nhập khẩu là công ty trách nhiệm hạn Apple Việt Nam. Địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó nha. Đó. Hàng Việt Nam chuẩn nó phải có cái này. Còn nếu không phải hàng chính hãng Việt Nam chuẩn nó sẽ không có này. Và nếu mà có những cái thông tin như này, có cái đuôi VNA thì anh em sẽ bảo hành tại Việt Nam, tại toàn quốc Việt Nam, không phải hóa đơn chứng từ. Còn nếu mà mua hàng sách tay như này thì tất nhiên là chúng ta sẽ cần hóa đơn chứng từ rồi. Bên mình đâu có nhiều hàng sách tay đâu, bên mình không có nhiều. Bên mình chỉ nhập lại được một số cái của người dùng thôi, người ta sách tay về cho mình thôi. Còn nếu mà chủ yếu là bên mình bảo hành chính hãng, bởi chính hãng vừa rẻ mà ngon. Đó, thì bây giờ là bên ngoài hộp nó là như thế. Mình sẽ bỏ qua hàng sách tay một con ở bên, mình sẽ bóc siêu trước chính hãng này ra cho mọi người xem liệu hàng chính hãng chuẩn nó phải như nào nhé. Đó, ở bên này nó sẽ có tên một dòng tiếng Việt nữa này, thay vì là dòng tiếng Anh giống như thế này, đúng không? Tiêu chuẩn của nước ngoài đây, của Mỹ đây, còn đây là không tiêu chuẩn gì cả mà nó ghi tiếng Việt này. Thì đây sẽ là điện thoại di động iPhone 12 Pro Max năm sản xuất là 2020 nhá. Đây, bây giờ mình sẽ bóc siêu cho anh em xem. Thường nó sẽ bóc siêu từ khu vực này, Apple hướng dẫn rồi. Đó, nó sẽ lột đây này, anh em thấy không? Lột đây này, đó. Như đâu, hoặc là có thể xé luôn như này. Đó, rất đẹp đúng không? Đây, bỏ ra bên trong hộp nó không có xê xước luôn. Bên trong hộp lúc bóc siêu ra nó không có xê xước luôn, rất đẹp này, thậm chí vân tay sẽ không bám luôn. Đó, anh em nhìn nhá, bụi bặm không có luôn. Đó, bởi vì là hàng nguyên siêu mà. Chứ bóc ra mà hộp xước, vân tay bụi viết bám đầy, khẳng định với anh em là nó bóc đóng lại siêu. Nó đóng lại siêu thôi, cái siêu này cũng có này, cũng có thể mua được này. Và đóng lại siêu, bóc ra nó phải đẹp như này nhá. Tiếp nữa là lật ra này, việc đầu tiên lật ra nhá. Đó, chiếc iPhone 12 nó sẽ úp như này. 12 Pro Max nó sẽ úp như này. Đó, chứ nó không ngửa, nó sẽ úp như này nhá. Như trong thời gian ở đây, nhấc cái này ra này. Đây, đây nó sẽ là cái siêu mặt này. Cái miếng này là nó là cái siêu mặt này. Đó, anh em nhìn không? Cái miếng này là cái siêu mặt này, rất là đẹp, màu trắng. Không phải trong như những điện thoại gần đây nữa. Và bên trong hộp nó đơn giản như này thôi. Nó chỉ có một cái cắp USB Type-C Lightning. USB Type-C Lightning đóng gói cẩn thận như này nhé. Để đúng cái khu vực vị trí này. Để đúng cái khu vực vị trí này này. Đó, để đúng nha. Chuẩn chưa? Nó sẽ phải để đúng cái khu vực vị trí như thế này. Đó, USB Type-C Lightning.
cái đầu của cáp Lightning sẽ hướng lên, cáp Type-C sẽ hướng lên như thế này. Đó, nhưng sẽ đúng vị trí nhé, bởi vì nó khoét sẵn ra, một nó khoét sẵn này, khoét sẵn này. Và cái chất liệu của cái hộp này ấy, là chất liệu này nó là chất liệu bằng bằng giấy, chứ nhiều cái hộp fake nó sẽ là bằng nhựa. Nhiều hộp fake này có thể là bên trong mình chưa bóc cái này đâu bao giờ, mình sẽ bóc thử nhé, xem có đúng bên trong là hộp nhựa không. Nếu là nhựa thì khẳng định với anh em là hộp đẻo. Đó, hộp thứ nhất là màu bên ngoài nhạt, thì bên trong nhá, mình nghi là bằng nhựa lắm, bởi vì đa phần những cái hộp iPhone mình mua về hoặc hàng để mình tặng cho khách bên trong nó sẽ là nhựa, chứ nó sẽ không phải bằng giấy, và rất là lỏng lẻo. Đây đúng rồi, nhựa này, nó là nhựa nhé, nó là miếng rồi nhựa mà mỏng tanh giống như ni lông ấy, chứ nó không phải bằng giấy. Đó, cái hàng fake đây. Đấy, cũng có quyển, cũng có cái gì à, cũng có chọc sim này, cũng có cái bao đựng như thế này. À, nhưng tất nhiên là nó không đóng cho mình cái dây sạc nào cái gì cả. Đấy, đây là hàng fake này, đây là hàng xịn này, đấy nha. Đấy, đấy như này, cái này bằng nhựa chắc chắn luôn, bởi vì mình hiểu cái mà bọn nó làm fake mà. Nhưng cái này của Apple xịn là bằng giấy nha, nó bằng giấy, cái dạng giấy tái chế đấy. Đó, tiếp nữa là đến một tập hướng dẫn sử dụng có chữ Design by Apple in California ở đây. Đây, cái que đọc sim của nó cầm nó đã xịn rồi này, que đọc sim của nó rất xịn đấy nha. Đó, mặc dù nó chả đáng bao tiền cả, nhưng cũng phải xoay kỹ đúng không. Cái que đọc sim này nó không đáng là cái gì cả, nhưng mình cũng phải xoay từ que đọc sim này đi. Đây, hàng fake này, ui rách luôn anh em ạ. Đó, rách luôn, cầm rách luôn. Đây, cái que đọc sim hàng fake này mỏng tanh, hàng xịn, nó dày này, xịn này. Đó nha. Đấy, hàng fake bỏ qua bên đi, vất. Đó, hàng xịn, cái đọc sim nó cũng xịn. Và mình sẽ cài lại nha, mình sẽ cài lại. Đây. Đó, tiếp nữa là đến một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhỏ nhỏ bằng tiếng Anh và có cả tiếng Việt luôn. Hàng chính hãng Việt Nam là như vậy. Đây, nó chỉ đơn giản là hướng dẫn chúng ta cách mở nguồn, cách giữ nguồn, cách tách âm lượng, cách sạc bằng đầu lên là như thế nào thôi. Cái này thực ra chúng ta không quan tâm lắm, nhưng mà theo quy định và điều bắt buộc là phải có hướng dẫn sử dụng cho người mua tiêu dùng. Cái này nó là cái ràng buộc. Và cái điều đặc biệt nhất là bao giờ hàng Apple xịn nó sẽ tặng theo một cái tích kê logo Apple như thế này, để cho chúng ta dính vào đâu mà chúng ta thích, đúng không? Hàng xịn nó mới có nhá, còn hàng ngoài không bao giờ thấy có. Mình chả thấy thằng nào làm fake cái này luôn, hàng fake không bao giờ mình thấy có cái này luôn. Mình nhập bao nhiêu cái về không thấy có cái này luôn, nhưng hàng xịn nó sẽ có cái này. Chứ còn nếu mà mua máy bóc ra cũng đúng là nhựa, cũng là đúng là giấy này, cũng đúng là cái bao đẹp như này, nhưng không có cái này thì chắc chắn nó bị bóc mất rồi. Chắc chắn là phải có cái tích kê, chắc chắn là phải đầy đủ như này. Nó đơn giản như này thôi, nhưng nó phải đầy đủ. Đó, từ cái nhỏ nhất trở đi là chúng ta xem kỹ là chúng ta đã chọn được, biết là chúng ta có bị lừa hay không, đúng không? Đây, để vào đây nhé, các sạc mình đã để lại nhé. Đây, mình quan tâm đến máy này. Đây, 12 Pro Max màu xanh, 128GB, đúng không? Đó, soi thật kỹ là liệu xem là nó có bị chảy xước hay không khi mà mua nhé. Anh em lưu ý nhé, hàng mới này, ba mấy triệu phải rẻ tiền đâu, chúng ta phải soi thật kỹ xem có bị xước ở chỗ nào không. Ok rồi đúng không? Tiếp nữa là chúng ta chọc cái sim ra, chọc ra này, rút cái sim ra. Trên này có một cái dãy số email, trên này có dãy số email nhá. Đó, soi xem là liệu nó có trùng với trên lưng hay không, trên máy không. Đó, nó sẽ trùng với cái email ở bên dưới nhá. Email bên trên thì không trùng thì không sao, bởi vì email trên là email 2, nó in, nó sẽ in email dưới. Khai sim hàng mới phải trùng, còn hàng cũ thì mình không đòi hỏi được việc này, nhưng mới nó phải trùng. Đó, tất cả anh em đều phải lý như vậy. Tiếp nữa, tất nhiên rồi, ở trong này nó sẽ in modem ở đây như sản phẩm trước kia thôi. Đó, nó sẽ in cái modem là A2411 ở chỗ này. Thực ra là mình không có một cái điện thoại hay cái camera nào xịn để mình nhìn được cho anh em hiểu là nó sẽ nằm ở phía màn hình nhé, và nó sẽ in trên vỏ A241 đúng không? Anh em lại lật lại cái này cho mình. Lại lật lại cái này. Đây này, anh em thấy modem đây không? A241. Đó, trùng hộp. Email trùng hộp, modem trùng hộp. Tiếp nữa là sẽ kích hoạt máy, lột cái sim mặt ra. Đó, đây là iPhone 12 Pro Max này. Anh em nhìn nhé, từ cái đường kết nối đi như viền ngang, nó đẹp, không có một vết chảy xước nào ở trên màn hình. Không có một vết chảy xước nào màn hình. Đó, tay mình cầm vào thì vân tay này hay bụi bám vào là bình thường, nhưng lúc bóc ra quên mất, lúc bóc ra phải ý sao có bị bám hay không. Đó, bây giờ sẽ mở nguồn lên. Sẽ mở nguồn lên nha. Máy này sẽ là chưa là kích hoạt thì nó sẽ hiện như này này. Đây, và cái điều quan trọng nhất là phải kiểm tra ở trên trang chủ Apple. Phải kiểm tra nhá,
Check iPhone. Đó, iPhone này. Đây, trang đầu tiên, vào trang chủ Apple luôn nhé. Đó, trang check này. Sau đó gõ sẽ số email. Thì khi bật máy lên nó sẽ hiện ở cái màn hình hello như này. Là biểu hình chào, nó chào rất nhiều ngôn ngữ. Đó, tiếng Anh, tiếng Italia, thậm chí có tiếng Việt và tiếng Trung. Đó, chúng ta ấn vào chấm than. Nó hiện email lên, được chưa? Đây, email này. Cái số 35 này, chúng ta ấn số email vào đây. Hoặc là cái C number cũng được. Cái GON này cũng được này. C number nó phải trùng hộp nhá. Ở trên hộp nó sẽ in C number này. Đấy. Đó, anh có lưu ý chưa? Trên hộp in C number nhá. Đó, chúng ta sẽ ấn cái dãy số email vào. 35 76 77 12 3 44 56 98. Đó, xong ấn cái số captcha vào. Đây này, nó hiện một cái chấm than màu vàng. Đó, và nó ghi bằng tiếng Việt ở đây hoặc là ghi bằng tiếng Anh. Vui lòng kích hoạt thiết bị của bạn thì mới là chuẩn máy chưa bị kích hoạt. Chứ còn nếu nó có màu dấu tích màu xanh thì chắc chắn máy đã bị kích hoạt rồi. Thì nó không phải là mới chuẩn. Anh em lưu ý nhé, nó phải ghi là vui lòng kích hoạt thiết bị của bạn là chưa bị kích hoạt, nó mới là chuẩn. Ok, bây giờ mình sẽ kích hoạt. Và kích hoạt này chỉ cần phải wifi. Đó, mình sẽ tua nhanh các đoạn này đi nhá. Ok nhá, sau khi vào xong. Đó, lại nhìn thấy màn hình quen thuộc rồi. Ấn vào cài đặt này, ấn vào cài đặt chung này, ấn vào phần giới thiệu lần nữa này. Chamber trùng hay không, đúng đuôi Vienna rồi này. Đó, dung lượng này. Đó, ấn vào phần số máy này, nó sẽ ra modem này. Đó, này, ra modem này. A2411 chuẩn chưa? Tất cả đều chuẩn này. Dãy số email ở đây này, chuẩn này, dãy số email kỹ thuật số này. Là chuẩn này, đây, email kỹ thuật số ở đây, nó chính là email 2 này. Đó, trùng luôn, tất cả là ok. Bây giờ kiểm tra lại cho nó bị kích hoạt trên hệ thống này chưa nhá. Thường thường khi chúng ta kích hoạt ấy thì nhanh nó sẽ báo theo sau khoảng 1-2 phút, mà chậm thì có thể là nửa ngày. Đó, chúng ta sẽ gửi lại này. Sửa lại này. Ok, bây giờ hiện tại chưa báo kích hoạt nhé. Đó, bây giờ mình sẽ loát lại lần nữa này, để xem cái máy này của mình bị kích hoạt hay chưa. Đó, bây giờ vẫn chưa báo. Nó sẽ sau khoảng một vài phút cho đến nửa ngày nó sẽ báo một tích xanh ở đây và nó báo 3 tích xanh còn tiếp theo. À, nó sẽ báo khoảng 3 tích xanh. Thì anh em lưu ý là cái phần dưới cùng nó sẽ báo là bảo hành. Ngày hôm nay mình kích hoạt là ngày 15 tháng 1 thì nó sẽ ghi là bảo hành đến 14 tháng 1 của năm 2021. Thường thường những cái máy này nó sẽ là 1 năm. Đó, thì nó mới là chuẩn, nó mới là chuẩn các bạn nhé. Thế nên là khi mà các bạn và anh em mua máy mới chính hãng thì tất cả những cái thứ mình vừa nói nó phải trùng khớp, nó phải chuẩn thì mới được. Còn nếu thứ nhất là cái vỏ hộp máy nó lại kiểu màu nhợt nhạt như thế này, cái gọn nó không chuẩn, cảm tưởng này anh em nhìn nhé, cái gọn này nó cảm tưởng như là cố cái tình để một cái miếng to hơn ở đây, nó không chuẩn như hàng xịn. Thứ hai, bên trong hộp sách hướng dẫn dụng và khay chọc sim nó xấu, nó đẻo. Thứ ba là cái khu vực này một cái bằng nhựa, đó, hàng xịn nó là bằng giấy. Thứ tư là siêu, nó không phải chuẩn, là siêu lông. Thứ năm, máy kích hoạt trên hệ thống rồi. Thứ sáu, series email trên máy không trùng với vỏ. Tất cả những thứ đấy là anh em đang bị lừa rồi. Anh em lưu ý mình như vậy nha. Còn lại là chuẩn hết. Mặc dù cái điều này những anh em công nghệ đều biết cả, những người tiêu dùng Việt Nam hiện tại bây giờ đều biết cả, nhưng có nhiều người vẫn chưa biết. Bởi vì là những người mua 12 Pro Max, những khách hàng mua 12 Pro Max hiện tại toàn là những khách hàng có điều kiện, và nhiều khi những người như vậy người ta sẽ không để ý, nhưng họ những bạn như vậy mà các bạn sẽ không để ý. Thành ra rất rất dễ bị dính phải những trường hợp như này. Nếu bạn nào đã mua phải bị trường hợp như này thì chắc chắn là các bạn phải biết mình đã bị cửa hàng lừa rồi. Đó, nên khi mua các bạn nên chọn những đơn vị có uy tín để mua. Vâng, và tất nhiên rồi, bên mình đã làm clip này chắc chắn là mình sẽ không bao giờ đi lừa các bạn đâu. Thế là khi các bạn mua ấy,
Các bạn muốn mua 12 Pro Max thì các bạn cứ liên hệ cho mình theo cái số điện thoại 02 56 52 6789, hoặc địa chỉ mình là 170 Lái Chay Hải Phòng nhé. Còn nếu mà muốn ship COD thì bên mình cũng hoàn toàn ship COD đến sản phẩm này, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Các bạn có thể hoàn toàn được một đổi một trong vòng một tháng đầu nếu trường hợp có lỗi, hoặc là nếu mà hàng chính hãng thì tất nhiên là các bạn ở khu vực nào các bạn có thể đem đến bảo hành. Các bạn muốn đặt hàng các bạn vào website mình mnb.vn đặt hàng nhá. Các bạn thấy clip này hay thì các bạn cho mình một like và chia sẻ mọi người cùng xem. Nhớ subscribe kênh YouTube của mình để chờ đón những clip mình hướng dẫn các bạn mua được những chiếc điện thoại khác chuẩn nhất. Và lần cuối cùng thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nhá.